tái bay đi, tránh xa COVID. Đừng lo, đã có iPay. Đừng lo, đã có iPay. Gái à, đến tháng rồi, trả tiền chị đi. Em ra cách ly 14 ngày ở nhà, chị đến gặp em được thì em gửi. Nớm mà, iPay đi chị đỡ làm nhang. Đừng lo, đã có iPay. iPay đi tránh xa COVID. Tôi là Chi, iPay đi tránh xa COVID. Tôi là Thu, iPay đi cho đỡ lu bu. Tôi là Hoàng, iPay đi vô cùng an toàn. Tôi là Sơn, iPay đi thanh toán hóa đơn. Tôi là Tuất, iPay đi được trả lãi suất. Tôi là Huân, iPay đi cho bớt giàn chuẩn. Tôi là Hiền, iPay đi cho đỡ bị tiền. Tôi là Ngọ, iPay đi cho đời bớt nhọ. Tôi là Hằng, iPay đi cho đỡ lằng nhằng. iPay đi tránh xa COVID.